Nãy giờ anh không có ăn miếng nào luôn á. Nãy giờ anh không có ăn miếng nào luôn. Cho. Xin đừng. Đúng là cảm ơn các thính giả rất là nhiều vì đã tạo ra một cái sân chơi quá là hoành tráng. Nghiêm túc lại đi. Dạ vâng vâng, thực ra là đây là hậu trường của chương trình The Hero ạ. Dạ. Bọn mình hiện tại thì đang được thưởng thức những cái dĩa sashimi, những con cá rất là gọi là gì ta? Những con cá đến từ tấm lòng của các bạn, lòng của bạn Yuni. Để ví dụ Lục Huy này, Maru này, anh Không hay là anh Keo này, anh Không. Anh Cody này đó. Cody này. Và các Uni luôn luôn yêu thương và ủng hộ Unify, chính vì vậy là mọi người đã mua rất là nhiều cái phần cá này, và đặc biệt là Uni rất là tâm lý luôn, biết được là bọn mình chỉ ăn những cái đồ gọi là xanh sạch đẹp như này để bọn mình có thể giữ được bóc dáng và vừa khỏe mà vừa diễn rất là tốt đó. Nên là chúng ta không có lời nào để cảm ơn cho hết được tình cảm của Uni dành cho Unify. Unify chỉ có thể làm được một thứ duy nhất, đó là cố gắng hết mình trên sân khấu ngày hôm nay và có thể làm cho khiến tất cả các Uni tự hào. Không chỉ riêng ngày hôm nay đâu, là trong các buổi tập vừa rồi của Unify, mỗi khi mà Unify tập đêm hay là buổi tập ban ngày cũng vậy nữa, thì các bạn Uni đều gửi đồ ăn, gửi nước uống qua cho Unify rất là nhiều. Sợ tụi mình bị tập nhiều quá, tụi mình bị tụt cân. Chủ yếu là không có năng lượng để tập thôi, chứ còn tụt cân là bọn mình nên tụt nha. Em là nên tụt nha Tùng. Sun tách cho mặt em hơi đau luôn. Bây giờ này không biết mà em đã quần. Ok, hay. Nói chung là cũng cảm ơn rất, các bạn Unify rất là nhiều. Và mình tin là Unify sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Với cái số đồ ăn này thì tụi mình sẽ ráng lấy chắc nhẹ nhẹ cũng quán quân mọi người hả? Wow. Không, em giỡn, bỏ qua đi. Các bạn Unify có ghi một câu là mọi người vất vả rồi, hãy cố gắng thêm chút. Rồi, Phúc nói gì đi, anh đừng ăn nữa. Nãy giờ anh không có ăn miếng nào luôn á. Nãy giờ anh không có ăn miếng nào luôn á. Cho. Xin đừng. Hộp của Cody sẽ có cá chích với lại cái này là cuốn rau củ. Keo là gì đây? Cá chích và cuốn rau củ. Ồ, cũng là cái món đó luôn nhưng mà nhiều hơn. Keo là cá hồi, cá hồi. Của tàu là cá hồi, cuốn rau củ. Chứ là sao tâm lý ghê á. Keo là không biết ăn cá chích. Đó, là không biết ăn cá chích. Cái này ngon hơn. Mọi người nhớ là Huy thích ăn cá chích nha. Được không ạ? Đó đây. Của Huy thì là rất là nhiều thịt cơm. Ngoài ra thì còn có trái cây, trái cây với lại nước ép đó. Bánh kem với lại salad. Vỗ tay cho lòng hảo tâm đến từ nhà tài trợ Uni cũng như là nhà tài trợ các thương xã. Thật sự tối tăng cường sẽ được phát sóng vào lúc 21:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Cảm ơn nhà tài trợ Samsung Galaxy A52, A72, Tiên Phong Camera chống rung quang học OIS đã đồng hành cùng chương trình.